Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau, nhưng không phải là trong những bài giảng của khóa PenSi hay là không phải là để giải đề, những đề thi thử ở trong khóa học PenI, mà hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau với một sự kiện vô cùng đặc biệt, đấy chính là đề thi quốc gia, kỳ thi quốc gia năm 2015 với môn tiếng Anh. Và đây là lần đầu tiên mà hai kỳ thi gộp một như các bạn đã biết đúng không nào? Và cũng như là chúng ta đã có một cái dạng bài mới, đấy chính là dạng bài tự luận. Và bắt đầu từ cuối tháng 3 thì khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố dạng bài thi thì rất là nhiều bạn đã rất xôn xao, và chúng ta cũng đã có 3-4 tháng để mà chuẩn bị cho việc này rồi. Và hôm nay thì sau bao nhiêu ngày vun đắp thì chúng ta đã được hưởng những trái ngọt đúng không nào? Và hôm nay thì cô Nguyệt Ca sẽ giúp các bạn, cô sẽ đề xuất cho các bạn cách giải với cái đáp án phù hợp cho đề thi năm nay. Chúng ta sẽ cùng đi vào những câu hỏi đầu tiên. Và mã đề cô đang cầm ở trên tay đây là mã đề 582. Mã đề 582, các bạn lưu ý nhé. Đó. Và tới giờ phút này thì ở trên các trang mạng cũng như là trên học mãi.vn thì đã có rất nhiều những lời giải, những cái đáp án đề xuất, và các bạn có thể tìm thấy cái mã đề phù hợp cho mình so sánh với mã đề 582. Với mã đề 582 thì Section A, phần thứ nhất được có 8 câu, đã được 8 điểm. Đó chứ ạ, thế là gì ạ? Là các câu phát âm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dạng bài phát âm. Tìm từ có phần gạch chân phát âm và khác với những từ còn lại, đúng không nào? Câu thứ nhất, Question 1. Chúng ta có những từ gì? A, noticed. B, approached. C, finished. Và D là supported. Vậy thì với D là supported, chúng ta sẽ đọc là it. Và khác với những từ còn lại, đọc là t. Vậy đáp án ở đây là D. Number 2, chúng ta sẽ chọn C là break. Với break, có phần gạch chân đọc là A. Vậy thì nó sẽ khác với những từ còn lại là clean, deal và teach. Vậy thì những từ còn lại sẽ đọc là E, long E. Dạng bài tiếp theo gồm có 3 câu, 3, 4, 5. Chính là dạng bài tìm từ có phần trọng âm khác với những từ còn lại, đúng không nào? Chúng ta cùng xem nhé. Question A, question 3. A, conquer. B, conserve. C, conceal. Và D là contain. Vậy chúng ta thấy rằng là conserve, conceal và contain đều có trọng âm 2. Nhưng mà conquer là trọng âm 1. Đó. Vậy trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 4. Câu 4 là một câu mà cô đánh giá là câu khó ở trong phần ngữ âm này. Bởi vì là chúng ta rất là khó có thể xác định được đúng bao nhiêu âm tiết có ở trong đề, trong từ đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. A, influential. Trọng âm rơi vào trước đuôi AL. Compulsory, trọng âm 2. No. Influential là trọng âm 3 đúng không ạ? Oceanic là trọng âm 3. Đó, trọng âm rơi vào A, đứng đằng trước đuôi ic. Và advantageous là trọng âm rơi vào âm 3. Đó, trước đuôi us. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng B chính là từ phù hợp ở đây. Đó, 3 chúng ta có conquer, đúng không nào? Trọng âm 1. Và compulsory. Compulsory, trọng âm 2. Number 5, A, candidate. B, commitment. C, recipe. Và D, instrument. Vậy chúng ta khoanh vào B, commitment. Vậy commitment có trọng âm 2. Và những từ còn lại, candidate, recipe và instrument có trọng âm 1. Vậy là xong dạng bài trọng âm, đúng không ạ? Dạng bài ngữ âm và trọng âm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang get feeling, là dạng bài điền từ vào chỗ trống, đúng không nào? Đó, part 1 chúng ta có là pronunciation. Đó là dạng bài đầu tiên. Chia ra làm dạng bài, hai dạng bài nhỏ, đúng không nào? Đó, part 1 and 2 đi, đúng không ạ? Và part 3, phần thứ 3. Phần thứ 3 chúng ta sẽ điền từ vào chỗ trống, get feeling. Nào, bắt đầu. Question 6. A large number of inventions and discoveries have been made by
accident. Okay. Vậy ta có 6, ta chọn D là by accident, được phát hiện ra một cách tình cờ. Vậy thì câu này có nghĩa là gì ạ? Một số lượng lớn, a large number of, đúng không ạ? Một số lượng lớn những cái phát minh và những cái khám phá thì được tạo ra một cách ngẫu nhiên, một cách tình cờ. Number 7. Changes have been made in our primary schooling program. As a result, young children needn't do homework anymore. Vậy chúng ta có một cái dấu hiệu ở đằng trước, đấy là những cái thay đổi mà đã được thực hiện ở chương trình giáo dục của tiểu học, đúng không ạ? Chương trình giáo dục phổ thông của tiểu học. Và kết quả là thì bọn trẻ con không cần phải làm bài tập về nhà nữa. Chúng ta biết rằng là đấy là một cái thông tư, đúng không nào, mà đã được áp dụng ở cấp bậc tiểu học, đó là không chấm điểm mà chỉ đánh giá thôi. Và cái thông tư này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong những cái ngày gần đây. Vậy cái câu này được đánh giá là một câu mà có phản ánh cái tính xã hội rất là cập nhật, rất là hay. Vậy thì 7 chúng ta chọn D là didn't. Đó, không cần phải. Number 8. The headmaster decided that 3 lecture halls will be built in our school next semester. Okay, vậy chúng ta chọn A, will be built. Câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiệu trưởng thì đã quyết định rằng là ba cái gọi là giảng đường mới thì sẽ được xây dựng vào ở trường này vào kỳ tới. Vậy chúng ta nhìn thấy là có cái dấu hiệu nhận biết là next semester, đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là ở đây sẽ phải là tương lai đơn. Ở đây không thể nào là are being built, bởi vì là khi mà chúng ta dùng là are being built thì chúng ta đang dùng là thể bị động của thì gì ạ? Của hiện tại của hiện tại tiếp diễn, đúng không nào? Tức là đang được xây dựng. Nhưng không thể nào là đang được xây dựng được, bởi vì chúng ta đang có next semester, đúng không ạ? Còn ở đây thì không phải là hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai đâu ạ. Bởi vì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai thì thường là nó không ở dạng bị động như thế này. Number 9. The receptionist, Faye, who answered the phone, told me that the director was out. Ok, vậy chúng ta thấy rằng câu này là kiểm tra mệnh đề quan hệ, đúng không nào? Who thay thế cho the receptionist. Vậy chúng ta chọn D là who. Đây chính là mệnh đề quan hệ không hạn định, đúng không nào? Number 10. Students will not be allowed into the exam room if they don't produce their student cards. Học sinh thì sẽ không thể được phép vào trong phòng thi nếu như mà họ không xuất trình được cái thẻ học sinh của họ. Đó. Thế thì ở đây chúng ta không dịch là produce là sản xuất nhé. Chúng ta không dịch produce là sản xuất. Ok, vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là if, đây chính là if một thôi, một câu vô cùng dễ. Đó. Vậy là C, là don't produce. Đó. Ở đây chính là câu điều kiện loại 1. 11. Although MERS, Middle-East Respiratory Syndrome, spreads through close contact with 6 people, not through the air. Many people still avoid going to crowded places. Okay. Vậy thì câu này kiểm tra chúng ta về verb form. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Verb form. Vậy chúng ta có avoid là một động từ thứ nhất, đúng không ạ? Vậy thì động từ thứ hai sẽ phải ở dạng là verb ing. Avoid, verb ing. Vậy chúng ta chọn going cho câu này. Vậy chúng ta chọn C. Question 12. Câu số 13. 13, sorry. 12. 12 ạ. Chúng ta, câu này sẽ kiểm tra phần liên từ. Vậy liên từ thì các bạn đừng điền vội, đúng không nào? Và chúng ta phải đọc hết cả câu để xem cái quan hệ giữa các cái thành phần ở trong câu như thế nào. The salesman promised to exchange the defective CD player for the new one. They insisted on getting a refund. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở đây ta có thể loại ngay despite, bởi vì despite cộng với cụm danh từ hoặc là danh từ, đúng không nào? Mà sau đây là một mệnh đề. And thì nối giữa hai mệnh đề hoặc hai câu.
But cũng vậy. Đó, vậy thực ra câu này thì có thể là không cần hiểu nghĩa chúng ta vẫn điền được nếu như chúng ta nắm chắc ngữ pháp. Thế còn về nghĩa thì là gì ạ? Những người nhân viên kinh doanh thì hứa là sẽ đổi cho đổi cái đầu đĩa, cái đầu mà chạy đĩa mà bị hỏng, đúng không? Bị có sự cố để lấy một cái mới. Nhưng mà và về bên kia đúng không ạ? Họ cứ khăng khăng là phải được hoàn lại tiền. Thế chúng ta nhìn thấy là cái quan hệ đối lập ở đây là mặc dù thế này nhưng mà thế kia, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta có B là although. Mặc dù. Và sau although thì ta dùng mệnh đề. 13. It is dot 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 a businessman to shake hands in formal meetings. Ok, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây ordinary thì là bình thường, theo nghĩa tôi. Ví dụ ordinary people là một người bình thường, hay động từ thường, ordinary verb. Hay familiar thì là quen thuộc, thân thuộc. Thì nó không đi với giới từ, nó không đi với of, nó đi với with, nó đi với with, đúng không nào? Common thì đi với to. Vậy ở đây ta chọn typical. A. 13, ta chọn typical. Một cái chuyện điển hình. Đó. Vậy cái việc mà những người doanh nhân, những người làm kinh doanh mà bắt tay ở trong những cái cuộc họp trang trọng thì là một cái việc điển hình. Ok, vậy thì chúng ta chọn 13. 14, a molecule of water, một cái phân tử nước, is, ta chọn composed. 14, ta chọn composed. Composed ở đây là D. Yeah. Thế chắc lại chọn không chọn consist, đúng không nào? Trước hết là create thì ta không chọn rồi bởi vì là đây nó là được tạo thành, nó không đi về giới tự of. Included thì không ở dạng bị động, đúng không ạ? Mà nó ở dạng chủ động là bao gồm cái gì. Và consist cũng thế, đó là consist cũng không ở dạng bị động mà nó ở dạng chủ động nếu như nó mang nghĩa là bao gồm cái gì, đúng không ạ? Chứ trong tiếng Anh người ta không nói là được bao gồm. Đó. Trong tiếng Việt thì chúng ta có thể dịch là được bao gồm theo kiểu văn nói, đúng không ạ? Mặc dù nó không đúng ngữ pháp tiếng Việt lắm. Thế còn ở đây thì bởi vì có is là bị động cho nên chúng ta phải dùng composed. Is composed of something. Tức là gì ạ? Một phân tử nước thì được tạo ra bởi hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. 15. Jane really loves the... Câu này cũng là một câu rất là dễ ăn điểm, đúng không nào? Đấy chính là các bạn cứ thuộc cái câu thần chú là Osacom thì các bạn sẽ làm được. Đấy chính là trật tự của tính từ, đúng không nào? Vậy thì nice là gì ạ? Là opinion, đúng không nào? Là quan điểm của ta khi ta nhìn thấy cái đó. Brown là màu sắc, là color. Và wooden chính là material, chính là chất liệu. Vậy thì ta sẽ chọn là nice brown wooden. Ấy, đúng không ạ? Nice brown wooden. Vậy ta có opinion đứng trước, rồi đến color, rồi đến gì ạ? Rồi đến material. Number 16. When asked about their preference for movies, many young people say that they are in favor. Now, to be in favor, đi với of. Okay, to be in favor of. Vậy ta có A? Of. To be in favor of. Tức là thích cái gì? Favor of something. Vậy ta điền of. Khi mà được hỏi về về cái việc là thích cái phim gì hơn thì nhiều người trẻ nói rằng là họ thích cái science fiction, tức là cái phim gọi là giả tưởng khoa học, khoa học viễn tưởng hơn. Vậy ta dùng of nhé. 17. Global warming will result. Rồi, đây cũng là một câu vô cùng dễ và ăn điểm rất là dễ dàng, đúng không? Bởi vì là cụm từ result với in là một cụm từ vô cùng dễ và rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không nào? Đó. Dẫn đến cái gì? Đó. Đem lại kết quả thế nào? 18. After the new technique had been introduced, the factory produced twice as many cars in 2014 or 2014 as the year before. Vậy ở đây câu này chúng kiểm tra chúng ta về vấn đề câu so sánh nhưng mà lại không phải là ở mức dễ mà là ở mức trung bình. Đó chính là dạng so sánh hơn gấp bao nhiêu lần của danh từ mà đếm được. Đó, cause ở đây là đếm được, đúng không nào? Cho nên chúng ta không thể nào dùng much được. Nhưng mà đáp án ở đây thì cũng chẳng có cái gì là much cả. Thế thì chúng ta sẽ phải thuộc công thức là gì ạ? Twice, là số lần, đúng không ạ? Số lần cộng với as
cộng với many hoặc là much cộng với danh từ đúng không? Cộng với as. Vậy thì ta có twice as many cars as. Ok. Vậy thì số lần đứng trước nhá. Twice as many .. 19. John has finally found a new job after being. Câu này là một câu mà kiểm tra chúng ta về một cái cụm giới từ. Đó. D hay còn gọi là collocation. Đó, tức là những cái từ nó phải đi với nhau như thế nào. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng out of work chính là bằng unemployed, thất nghiệp. Vậy ở đây John cuối cùng thì cũng đã tìm được một công việc sau khi mà bị thất nghiệp 3 tháng. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là out of work chính là từ phù hợp. Rồi, vừa nãy chúng ta gặp dịch must là một cái vấn đề, một cái tin tức rất là nóng hổi đúng không nào? Mới xuất hiện trong vòng khoảng một tháng gần đây, một cái bệnh dịch mà may quá là nó chưa lan đến Việt Nam. Thế, và tới cái câu tiếp theo là câu số 20 thì chúng ta lại gặp lại một cái vấn đề xã hội nữa, đấy chính là Kình Ngư, Nguyễn Thị Ánh Viên đúng không nào? Là một cô gái còn rất là trẻ nhưng mà đã đạt được rất là nhiều những cái thành tích cao trong môn bơi lội, ở trong những cái giải đấu quốc tế, và cũng như là người đã có thể đại diện cho giới trẻ Việt Nam bởi vì là có những cái câu phát ngôn rất là thông minh và thể hiện được cái ý chí sắt đá đúng không nào? Và chúng ta rất là đáng học tập. Và Ánh Viên đã đi vào đề tiếng Anh như vậy. Đó. Nguyễn Thị Ánh Viên performed so well in the 28th SEA Games Women's 200 meters butterfly that none of her rivals could catch up with her. Ok, vậy câu này kiểm tra chúng ta về phrasal verb. Thực ra thì trước khi mà đi thi thì cô đã ôn luyện cho các bạn học sinh cả online lẫn offline của cô rất nhiều những cụm động từ, và các bạn luôn luôn cảm thấy rằng phần cụm động từ thì rất là khó đúng không nào? Nhưng từ nãy giờ chúng ta thấy rằng là ngoài cụm động từ này thì là các bạn có rất là sợ idiom này, các bạn rất là sợ collocation này đúng không nào? Các bạn sợ cả giới từ nữa. Nhưng nãy giờ thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái nỗi lo mà chúng ta đã lo thì hình như là bị thừa đúng không nào? Bởi vì là cái mức độ khó của đề thì hình như là dễ hơn tương đối nhiều so với những gì mà chúng ta vẫn thử thách hàng ngày ở trong các cái đề thi. Thì đấy là một điều đáng mừng chứ không phải là một điều đáng lo đúng không nào? Vậy ở đây cụm động từ là catch up with là một cụm động từ vô cùng quen thuộc đúng không ạ? Đuổi kịp ai đó, bắt kịp ai đó. Vậy Nguyễn Thị Ánh Viên thì đã thể hiện rất là tốt ở trong SEA Games thứ 28 ở trong cái môn bơi bướm 200m của dành cho nữ. Đến nỗi mà làm sao không có cái đối thủ nào của cô ấy có thể theo kịp được cô ấy. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là đề thi năm nay rất là thú vị đúng không nào? 21 such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng gạch chân vào are thì ở đây chúng ta cần một tính từ đúng không nào? Chúng ta sẽ loại được imagining, imaginable là có khả năng tưởng tượng đúng không ạ? Chúng ta cũng loại imaginative và chúng ta sẽ chọn là imaginary là như là tức là cái gì đó mà không có thật và chỉ có ở trong tưởng tượng. Đó, imaginary. Vậy chúng ta chọn C. Vậy câu này chính là một câu mà kiểm tra chúng ta về ý nghĩa của từ vựng đúng không nào? Không hẳn là về từ loại, bởi vì về từ loại thì cũng khó mà có thể loại được những cái từ không đúng về từ loại đúng không? Vậy ở đây chúng ta có câu kiểm tra về từ vựng, và câu này cũng là một câu khó ở trong đề, được gọi là được đánh giá là một trong những câu khó nhất ở trong cái phần ngữ pháp, từ vựng và phát âm này. 22. Chúng ta nhìn thấy một mẫu đảo ngữ rất là quen thuộc đúng không nào? Hardly when, đúng không ạ? Hardly when. Vậy thì đảo ngữ ở hardly đúng không ạ? Vậy chúng ta chọn B. Vậy ta sẽ thấy là gì ạ? Hardly had we arrived. A school yesterday when we were informed that there was no class due to a sudden power cut. Ngay khi mà chúng tôi vừa đến trường ngày hôm qua thì chúng tôi mới được thông báo rằng là chẳng có cái lớp học nào cả, tức là các lớp đều nghỉ bởi vì bị mất điện đột ngột. Và đây cũng là một cái mẫu đảo ngữ rất là quen thuộc
đúng không nào? Vậy cô đánh giá câu này ở mức trung bình. Thậm chí có thể gọi là mức dễ cũng được, bởi vì đây là một cái câu mà rất hay gặp. 23. Ken and Tom are high school students. They are discussing where their study group will meet. Vậy chúng ta phải gạch chân ở where, và chúng ta đi tìm thông tin về địa điểm. Select the most suitable response to fill the blank. Ken nói gì ạ? Where is our study group going to meet next weekend? Ta đi tìm where đúng không? Ta đi tìm địa điểm. Vậy thì ta không thể chọn là they are too busy on weekdays. Họ quá bận vào những cái ngày trong tuần. Ta cũng không thể chọn B là studying in a group is great fun. Học nhóm thì rất là tuyệt, nó rất là vui. Ta không thể chọn như thế được. Hay là C, why don't you look at the atlas? Ta sao không mày không đi xem ở trong xem cái atlas? Chỉ cần đi tìm một cái địa điểm để học thôi, không cần phải mở atlas ra làm gì đúng không nào? Vậy thì ta chọn D, the library would be best. Ok, D, cái thư viện là cái lựa chọn tốt nhất. Đây là câu giao tiếp, đúng không nào? And 24, Mike and Lane are university students. They are talking about Lane's upcoming high school reunion. Mike and Lane và Lane là những cái sinh viên đại học và họ đang nói chuyện về cái buổi gọi là tụ tập, tụ họp, họp lớp. Đúng không ạ? Họp lớp cấp 3 sắp tới của họ. Thế thì Mike sẽ nói là gì ạ? So you have your fifth high school reunion upcoming. Thế sắp tới là cậu có cái buổi họp lớp lần thứ 5, đúng không? Sắp tới đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chọn cái câu response là gì ạ? A là gì ạ? No, you are in no mood for the event. Không, cậu chẳng có tâm trạng gì cho cái sự kiện đấy cả. Thực ra thì nếu mà đây là I am thì có vẻ là cũng được đấy, nhưng mà đây là you are thì không thể được, đúng không nào? B, all the school reunion was wonderful. Thì nó cũng không phải là một câu tệ, nhưng mà nó không đánh trúng được vào cái câu trả lời, đúng không nào? Nếu mà chỉ nói khơi khơi là học lớp thật là tuyệt, đúng không? Thì không thể biết được là trả lời là yes hay là no, hay là cái cảm xúc như thế nào. Đó. Và C chính là câu phù hợp, bởi vì nó bắt đầu ngay bằng yeah. Yeah chính là cái cách mà nói một cách informal của yes. Khẳng định đã, đúng không ạ? Bởi vì với câu hỏi thì phải là khẳng định đã, phải yes hoặc là no đã, đúng không nào? Yes, yeah, I'm really looking forward to it. Tớ rất là trông đợi nó. Vậy ta phải biết cụm từ là look forward to something, đúng không nào? Ok, vậy thì 24 chúng ta sẽ chọn C. Chính là câu phù hợp ở đây. Và D thì là một câu vừa khen về thức ăn, đúng không? Mà lại dùng ở quá khứ nữa, tức là kể lại cái chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng ta không thể dùng câu này được. Chúng ta sang dạng bài từ đồng nghĩa. Và trong đề minh họa ấy, thì chúng ta có 5 câu đều là từ đồng nghĩa, đúng không nào? Nhưng mà ở đây thì lại chỉ có 3 thôi, và 2 câu là từ trái nghĩa. Thế nhưng thực ra khi bạn đã hiểu từ rồi thì đồng nghĩa hay trái nghĩa thì nó không quan trọng, đúng không? Nhưng chúng ta phải hết sức để ý về yêu cầu của đề bài. Now 25. When Susan invited us to dinner, she really showed off her culinary talents. She prepared a feast, a huge selection of dishes that were simply mouth-watering. Vậy ở đây thì câu này khi mà chúng ta đọc hết, đầu tiên chúng ta gạch chân những cái từ quan trọng, ví dụ như là dinner này, ví dụ như là prepare a feast, chuẩn bị một cái kỳ công, đúng không ạ? Dishes ở đây là các món nhá, không phải là cái đĩa. Một cái danh sách các cái những cái món rất là to tát, rất là khổng lồ, đúng không nào? Mà khiến chúng ta phải chảy nước miếng. Thế thì ở đây người ta đang nói về cái gì, cái talent gì ạ? Cái talent nấu ăn, đúng không nào? Cái tài năng nấu ăn của cô ấy. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ có thể chọn là having to do with food and cooking. Đó. Vậy câu này câu hoàn toàn không có khó đoán một chút nào cả, đúng không nào? Chúng ta hoàn toàn có thể đoán dựa vào ngữ cảnh. Đó. 26. Suddenly it began to rain heavily, so all the summer hikers got drenched all over. Bất thình lình thì trời bắt đầu mưa rất là to, vì thế tất cả những cái người mà đi bộ, gọi là giống như kiểu đi phượt á, thì vào mùa hè này thì đã bị làm sao? Nếu mà trời mưa to thì không thể nào bị sạch được, đúng không? Không thể dùng cleansed. Cũng không thể nào mà mưa to thì lại nói đến mệt được. Đó. Và refreshed thì là được làm sạch,
hoặc là được gọi là làm cho tươi mới, đúng không? Ví dụ như là bạn ngày hôm nay bạn đi làm vì mệt quá, thế xong bạn ngủ một giấc để refresh lại bản thân, thì đấy là làm cho tươi mới, đúng không nào? Vậy thì không thể nào như vậy được, mà phải là completely wet. Ok, vậy thì ở đây chúng ta dùng be. Vậy những câu này đều không phải là những câu đánh đố, đúng không nào? Chúng ta hoàn toàn có thể đoán được dựa vào ngữ cảnh. It's no use talking to me about metaphysics. Metaphysics là siêu hình học, môn siêu hình học. It's a closed book to me. Vậy it's no use cộng verb in tức là nói chuyện với tôi, it's no use cộng với talking blah blah blah, tức là gì ạ? Nói chuyện với tôi về siêu hình học chả ích gì đâu, tức là tôi chẳng biết gì về nó cả, đúng không ạ? Tôi chẳng hiểu gì về nó cả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là a subject that I don't understand. Cô Nguyệt Ca mà nghe thấy môn siêu hình học thì cô cũng chịu thôi, đúng không? Bởi vì cô rất là dốt toán, cô chẳng biết gì về toán cả. Đó. Vậy thì ở đây cô cũng sẽ phải nói là it's a closed book to me. Vậy không phải là một cái cuốn sách đóng lại, mà đây chỉ là một cái idiom thôi, một cái thành ngữ thôi. 28. Chúng ta sang dạng bài. Và sang dạng bài tiếp theo. Yeah, get feeling. Đến đây là hết rồi, đúng không nào? Part 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ là part 4. And part 5. Okay. Bắt đầu từ câu 28 này sẽ là part 5. Uh-huh. Phần tìm lỗi sai. Now 28. Vậy thì muốn làm được bài tìm lỗi sai thì chúng ta sẽ phải nắm chắc được kiến thức ở phổ thông thôi, đúng không nào? Những kiến thức về ngữ pháp thông thường thôi, bởi vì thông thường thì nói sai về ngữ pháp. Since poaching is becoming more seriously, the government has imposed stricter laws to prevent it. Thậm chí các bạn có thể không hiểu là poaching là cái gì, các bạn không thể không hiểu là impose là cái gì. Stricter laws là cái luật mà nghiêm khắc hơn, đúng không ạ? To prevent it, it là chính là cái poaching ở trên, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là since poaching becoming more seriously, thông thường thì ở sau động từ thì dùng trạng từ là seriously, đúng không? Nhưng become là một động từ đặc biệt. Become là một động từ liên kết. Đó. Một động từ liên kết, và các bạn muốn xem lại động từ liên kết thì có thể xem chương 7 của Pensy, của khóa Pensy luyện thi quốc gia của cô, đúng không nào? Tất cả những vấn đề này nó đều nằm trong Pensy. Ví dụ đây là chương 1, đây là chuyên đề 1. Đó, tất cả những quy luật về phát âm cô đều đã dạy rồi. Đó, hay là về giới từ này. Đó, về giới từ này. Về đây cũng là liên quan về giới từ này. Đó. Rồi giới từ này, tất cả những cái từ này thì cô đều đã dạy hết ở trong chương số 8 rồi, đúng không ạ? Chuyên đề số 8 rồi. Đó, hay là needed chính là chuyên đề số 7 nói về động từ khuyết thiếu. Will be built thì chúng ta nói về thì thời thôi, cũng là chương số 7, đúng không nào? Chuyên đề thứ 7. Who chính là chuyên đề 10 là mệnh đề quan hệ. Đó, hay là câu điều kiện loại 1 thì cũng là cái mà chúng ta đã nói trong chuyên đề 10. Dạng verb form chính là cũng nằm trong chuyên đề 7, về chuyên đề về động từ, đúng không nào? Liên từ thì rất là đơn giản rồi, liên từ nằm trong chuyên đề 9. Hay là tính từ, trật tự tính từ thì nằm trong chuyên đề 5. Đó, hay là so sánh thì nằm trong chuyên đề 6. Tất cả những cái này cô đều đã dạy các bạn hết rồi, và bây giờ chúng ta chỉ việc áp dụng vào bài thi thôi, đúng không ạ? Hay là phrasal verb thì chính thì có hẳn 4 bài với hơn 200 cụm động từ mà nằm trong cuối của chuyên đề 7. Hay là đảo ngữ, đúng không ạ? Câu đảo ngữ thì cô cũng đã dạy hết tất cả các bạn những cái mẫu câu đảo ngữ từ dễ đến khó rồi, đúng không nào? Nằm trong chuyên đề 10 rồi. Đó. Và cô cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm bài từ đồng nghĩa. Đó, chúng ta đoán nghĩa như thế nào, đúng không ạ? Ok, và ở đây chính là chuyên đề 7, become. Vậy sau become thì ta cộng tính từ chứ không phải là trạng từ. Đó. Vậy thì seriously sẽ phải biến thành serious. 29. It is common knowledge that solar heating for a large office building is technically different from a single family house. Chứ không thể nào là home được. Bởi vì chúng ta đang so sánh các cái loại nhà với nhau. Chứ home là nói về tổ ấm, đúng không nào? Nói về cái nhà mà như là gia đình, như là nơi. Nhà là nơi, đúng không? Mà ta sẽ về vào mỗi cái ngày làm việc mệt mỏi thì đấy là home. Còn house là cái nhà, đúng không? Là nơi mà ta ở. Đấy thôi. 30. 30. The number of homeless people in Nepal
Đây cũng là một câu mà đưa cái sự kiện cũng xảy ra khá gần đây, khoảng 2 tháng gần đây, đấy chính là sự kiện động đất ở Nepal đúng không nào? Và báo chí đã đưa một loạt những cái thông tin về động đất với những cái con số thương vong rất là khổng lồ, và trong đó có cả những người Việt Nam nữa đúng không nào? Và đây cũng là một cái câu mà nhắc đến một cái sự kiện mang tính thời sự rất là cao. Cô rất là thích đề năm nay bởi vì độ khó rất là vừa phải đúng không ạ? Các bạn học lực yếu cũng có thể làm được một số câu, và các bạn học lực trung bình thì hầu như có thể đúng được hết tất cả những cái câu này, và các bạn học lực khá thì có thể cầm chắc được 8 điểm đến 8 điểm rưỡi trong tầm tay rồi, không có gì phải băn khoăn cả. Đặc biệt là các bạn mà lĩnh hội được hết những cái lượng kiến thức của cô trong khóa học luyện thi quốc gia Pensi, luyện thi toàn diện hay là cả Pen-I, thì tất cả những câu này cô đều đã đề cập ở trong hai khóa học đó rồi, nên cô nghĩ rằng và cũng hy vọng rằng là các bạn học sinh online của cô thì đều đạt được những cái thành tích tốt, ít nhất cũng phải là 7 điểm trở lên. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhớ rằng là ở trong chuyên đề thứ 12 là chuyên đề về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Cô đã giúp các bạn phân biệt a number of và the number of đúng không nào? Và the number of ở đây được coi là một con số, cho nên nó được coi là một chủ ngữ số ít, không thể nào là số nhiều được. Vậy thì ở đây mình không thể dùng have mà mình phải biến thành has. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ nên sửa là house đúng không ạ? Và ở trên là become serious chứ không phải là seriously. 31. Reminding not to miss the 15:20 train, the manager set out for the station in a hurry. Vậy thì ta thấy rằng là cái chuyến tàu 15:20 thì không có gì sai cả. Đó. Và set out, khởi hành, for the station, tức là cái đích mà chúng ta sẽ đến. For cộng với đích đến cũng không có gì sai hết. Và in a hurry cũng không có gì sai cả. Đó. Trong cái sự vội vã, tức là ra đi một cách vội vã đúng không nào? Đi một khởi hành một cách vội vã. Vậy thì ở đây chúng ta không dùng reminding. Reminding là gì ạ? Đây, ở đây câu này muốn kiểm tra chúng ta về hiện tượng rút gọn. Rút gọn chủ ngữ khi mà hai cái mệnh đề chung chủ ngữ đúng không nào? Nhưng mà ở đây không thể dùng reminding bởi vì là ở đây cái động từ remind là nhắc nhở, mà cái người manager phải là được remind, được nhắc nhở là đừng có quên cái chuyến tàu lúc 15:20, chứ không phải là vì quên cái chuyến, vì nhắc nhở cái chuyến tàu, vì nhắc nhở cái việc là không quên cái chuyến tàu lúc 15:20 đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nên sửa là reminded. 32. All the candidates for the scholarship will be equally treated regardless of. Yeah. Vậy đây chính là một cái cụm liên từ, đúng không nào? Regardless of, tức là bất kể. Tất cả những cái ứng cử viên cho cái học bổng này thì đều được đối xử công bằng với nhau, bất kể là tuổi tác, giới tính hay là quốc tịch. Và nốt hai câu còn lại, đúng không ạ? Part 6 chính là tìm từ trái nghĩa. 33. Don't be such a pessimist. Wow. Lúc khi mà cầm đề trên tay thì cô thấy rằng là sao lại có câu từ trái nghĩa nhỉ? Mà trong đề minh họa lại không có, không hiểu là học sinh của mình có làm được bài không. Nhưng mà khi đọc hai câu này thì cô thở phào nhẹ nhõm. Quá dễ đúng không nào? Quá dễ và chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Vậy thì pessimist là người bi quan, đúng không? Nếu bạn không hiểu là pessimist là cái gì thì bạn có thể đọc tiếp là I'm sure you soon get over it. Cheer up. Vui lên, đúng không ạ? Vui lên nào. Tớ chắc chắn rằng là cậu sẽ vượt qua nó. Thế thì sẽ phải là gì ạ? Đừng có mà là cái người bi quan như thế chứ, đúng không? Vậy thì ngược lại với bi quan sẽ là gì? Là lạc quan, đúng không nào? Vậy ta chọn được optimist. Yeah. C. Đây là cũng là cái cụm từ mà rất là quen thuộc ạ. Nó cũng nằm trong những cái từ phổ thông thôi. 34. Be quick. We must speed up if we don't want to miss the flight. Nhanh lên, đúng không ạ? Chúng ta phải tăng tốc lên. Vậy thì chẳng cần giỏi tiếng Anh cũng biết là speed là tốc độ, đúng không ạ? Up là một cái gì đó tăng lên. Vậy thì speed up là nhanh lên. Ok, vậy thì nó đối ngược với slow down. Rất là đơn giản vậy thôi. C. Slow down. Vậy slow down đối ngược với speed up, đúng không ạ? Và pessimist đối ngược với optimist. Ok, rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang các bài đọc.
Và như các bạn thấy từ nãy giờ thì đề thi phân hóa tương đối rõ ràng. Đấy là các bạn ở học lực yếu và trung bình hoàn toàn có thể đạt được khoảng 3 điểm, đúng không nào? Và những bạn ở mức độ trung bình thì cũng có thể, hoặc trung bình khá thì cũng có thể đạt được mức khoảng 6 điểm. Và đề thi phân hóa rất là rõ ràng và khó dần lên càng về cuối. Và về cuối chính là phần reading. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là bài đọc đầu tiên nói về hiện tượng nóng lên của toàn cầu. Đã gây ra những cái ảnh hưởng gì? Cô sẽ giúp các bạn dịch cái bài đọc đầu tiên này nhé. Thực vật và động vật thì khó mà tránh khỏi hoặc là phải thay đổi để thích nghi với ảnh hưởng của sự nóng lên trên toàn cầu. Các nhà khoa học thì đã chứng kiến được sự thay đổi trong vòng đời của nhiều động vật và thực vật như là hoa nở sớm hơn hay là chim chào đời sớm hơn vào mùa xuân. Nhiều loài bắt đầu thay đổi nơi sống và kiểu di cư hàng năm do có nhiệt độ cao hơn. Nhiệt độ ngày càng tăng thì động vật có xu hướng di cư về phía cực, về các cực và các sườn và lên các sườn núi ở những cái nơi cao hơn. Thực vật cũng phải thay đổi khu vực hoặc phạm vi sống để tìm kiếm nơi ở mới khi môi trường sống trước đây trở nên quá nóng. Và tuy nhiên thì ở nhiều nơi sự bành trướng của con người, tức là cái việc mà con người mở rộng phạm vi sinh sống thì đã ngăn cản cái sự dịch chuyển này. Những loài mà bị cản trở về hướng nam và hướng bắc bởi các thành phố hay là đất chăn nuôi có nguy cơ tuyệt chủng. Các loài sống trong các hệ sinh thái lạ như là các loài ở các cực hay là khu vực đỉnh núi thì cũng ở trong những cái tình trạng nguy hiểm vì cái sự dịch chuyển đến môi trường sống mới là điều không thể. Chẳng hạn như là gấu ở Bắc Cực và những động vật có vú sống ở Bắc Cực thì bị đe dọa bởi hiện tượng băng tan, nhưng mà không có nơi nào xa hơn và về phía Bắc để có thể đi được. Và nghiên cứu bức tranh toàn cảnh về sự tuyệt chủng của các loài do sự nóng lên của toàn cầu thì là một điều vô cùng khó. Một vài nhà khoa học ước tính rằng là khoảng 20-50% số loài có thể phải đối mặt với cái sự tuyệt chủng khi mà nhiệt độ tăng lên khoảng 2 hoặc 3 độ C. Mức độ hoặc tỷ lệ nóng lên, mức độ nóng lên không chỉ về độ lớn của nhiệt độ, cái điều này vô cùng quan trọng đối với thực vật và động vật. Một vài loài và thậm chí là toàn bộ các hệ sinh thái như là một số những cái kiểu rừng nào đó thì có thể không thể thích nghi kịp và sẽ bị tuyệt chủng hoặc bị biến mất. Hệ sinh thái biển, nhất là những hệ sinh thái dễ bị ảnh hưởng như là dạng san hô cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự nóng lên trên toàn cầu. Nhiệt độ cao hơn ở môi trường biển có thể làm cho san hô bị tẩy trắng và một trạng thái mà nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến cái chết của san hô. Các nhà khoa học ước tính rằng thậm chí là nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng lên 1 độ C thôi cũng làm cho san hô bị tẩy trắng hàng loạt và chết đi trên toàn cầu. Cũng như vậy thì sự gia tăng CO2 trong không khí sẽ đi vào đại dương và gia tăng axit trong nước biển. Quá trình axit hóa cũng sẽ gây cho cái hệ sinh thái biển, tức là làm cho hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Và chúng ta nhìn thấy là cái chủ đề của bài đọc này rất là sát với cuộc sống, đúng không nào? Là đều là những vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm. Và nó cũng không quá xa rời với chương trình sách giáo khoa phổ thông. Mặc dù sách giáo khoa phổ thông thì chúng ta không nói trực tiếp về global warming, nhưng chúng ta cũng nói về những cái loài bị tuyệt chủng, chúng ta cũng nói về những cái vấn đề của trái đất đang gặp đối mặt phải. Cô sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi nhé. 35. Các nhà khoa học thấy rằng nhiệt độ tăng lên vào mùa xuân thì làm cho hoa làm sao? Chúng ta thấy rằng ở trên có nói là ở dòng 2 của đoạn 1, such as flowers blooming earlier. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D, là hoa nở sớm hơn, đúng không nào? Bloom earlier. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đề đọc này không phải là một đề đọc khó. Thứ nhất là cái việc hiểu bài đọc nó không quá khó. Thứ hai là cách đặt câu hỏi cũng rất là dễ khi mà người ta cho chúng ta những cái lựa chọn mà sử dụng những cái từ mà có nhắc đến ở trong bài, gần đúng khớp với những từ nhắc đến ở trong bài, chứ không sử dụng những từ đồng nghĩa hoặc những từ mà paraphrase đi, được không nào? Thế thì đây là một dạng đề dễ chứ không hề khó một chút nào. 36. Theo đoạn 2 thì khi môi trường sống trở nên ấm hơn thì động vật có xu hướng di chuyển về đâu? Ở dòng 1 đoạn 2, animals will tend to migrate toward the poles and up mountain sides toward higher elevations. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là động vật có xu hướng làm sao? Di cư về phía hai cực hoặc là lên sườn núi hoặc là về những cái nơi cao hơn. Vậy chúng ta chọn B. Towards
the poles up and down, up mountain sides towards higher elevations. Okay, phép 36 chúng ta chọn B nhé. Bài 37, the pronoun those in paragraph 2 refers to. Vậy thì ở trong câu 37 chúng ta sẽ nhìn thấy ở dòng thứ tư của đoạn thứ hai, species living in unique ecosystems such as those found in polar and mountain top regions are especially at risk because migration to new habits is not possible. Những cái loài mà sống ở những cái môi trường sống, những cái hệ sinh thái đặc biệt. Ví dụ như những loài mà được tìm thấy ở cực Bắc, đúng không ạ? Và những cái khu vực mà đỉnh núi. Vậy thì ở đây nó sẽ phải là species, chứ không thể nào là ecosystem. Ecosystem sẽ chỉ là cái trạng từ chỉ nơi trốn ở cho cái từ species ở phía trên thôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ species, các loài. Cũng khá là dễ nhận ra evidence đúng không nào? 38, cụm từ dwindling sea ice. Thế thì chúng ta sẽ phải biết từ dwindle đúng không nào? Từ dwindle này đã xuất hiện ở trong đề thứ nhất hoặc đề thứ hai gì đó, cũng không nhớ chính xác, ở trong pen E. Đó cũng nói về hiện tượng băng tan. Làm thế nào mà trong bài đọc là harvesting ice, là cái bài đọc gọi là thu hồi đúng không ạ? À, thu hoạch băng. Thế thì dwindle là gì ạ? Là co hẹp lại. Đó. Vậy thì băng bị co hẹp lại đúng không? Băng bị co hẹp lại tức là băng nó bị tan ra thì cái diện tích của nó bị co hẹp lại đúng không ạ? Vậy thì ở đây ta chọn B. B chính là hiện tượng 38. À yeah, 37 là B. 36 là B. Ok, đúng rồi. 37 là B. 38 là... cũng là B. Đúng không ạ? The melting ice in the Arctic. Vậy chúng ta chọn B. The melting ice. 39 ạ. 39, đoạn văn đề cập đến cái gì? Đoạn đề cập đến cái việc là nếu nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 2 hoặc 3 độ C thì ở trong bài đọc chúng ta tìm thấy là khi nhiệt độ tăng 2 hoặc 3 độ C thì ở dòng 2 của đoạn 3 chúng ta có câu là gì ạ? 20 to 50% of species could be committed to extinction with 2 or 3 Celsius degrees of further warming. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một thông tin rất là dễ, rất là quen, đấy là gì ạ? 20 đến 50% loài có thể bị tuyệt chủng, đúng không nào? Extinction là sự tuyệt chủng. Rồi chúng ta chọn D. Vậy thì nói, chúng ta chọn D. 20 to 50%. Okay. 40. According to the passage, if some species are not able to adjust quickly to warmer temperatures. Theo cái bài đọc thì nếu mà một số loài mà không có khả năng thích nghi một cách nhanh chóng với cái sự nóng lên, với cái nhiệt độ nóng lên thì làm sao? Ở câu này 40 chúng ta sẽ chọn là D. They may be endangered. 40 chúng ta chọn D. They may be endangered. Các loài sẽ bị đe dọa, đúng không nào? Mà thực ra thì chúng ta không đọc bài đọc thì chúng ta cũng có thể suy luận được, đúng không nào? Câu này cũng là một câu suy luận rất là dễ thôi. Và nó chủ yếu dựa vào kiến thức xã hội chứ không hẳn là vào bài đọc. Và ở đây thì dòng cuối đoạn 3 có evidence của câu này. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, may not be able to adjust quickly enough and may disappear. Câu 41, từ fragile. Fragile ở trong đoạn 4 có nghĩa là gì? Thì bản thân từ fragile cũng là một từ rất là quen thuộc. Nó có nghĩa là mong manh, dễ vỡ, dễ bị vỡ, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta chọn D. Easily damaged. Okay, 40D and 41D. Dễ bị vỡ, bị hủy hoại, bị phá hủy. 42. Cái hiện tượng san hô bị tẩy trắng thì được đề cập ở trong đoạn 4 thì chỉ cái gì? Vậy thì cái hiện tượng san hô bị tẩy trắng đúng không ạ? Ở dòng 2 của đoạn 4, bleach, a state which it prolonged will lead to the death of the coral. Vậy thì nó sẽ dẫn đến cái chết đúng không nào? The death. Vậy câu này chúng ta chọn A, the slow death of coral reefs. Cái sự chết một cách từ từ, nó không chết ngay. Đúng không? Nó không chết ngay. Nó không thể nào giống như là chúng ta bị bắn bom một cái vào tim và chúng ta chết ngay đúng không nào? Nhưng mà cái sự nóng lên của trái đất nó sẽ dẫn đến sự tẩy trắng của san hô và san hô không thể bị tẩy trắng mãi được và nó sẽ không thích nghi được và nó sẽ chết. 43.
mức độ axit trong đại dương gia tăng là do điều gì? Ở dòng 4 của đoạn 4, chúng ta tìm thấy là increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. Ok, vậy thì chúng ta thấy rằng là C chính là đáp án phù hợp, đó là sự gia tăng của CO2 trong nước biển, carbon dioxide. Ok, vậy chúng ta chọn C cho câu này. And 44 chính là dạng câu hỏi main idea, đoạn văn chủ yếu bàn về cái gì? Vậy thì đọc hết cái đoạn văn này đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm thấy là đoạn văn nói về ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đến động vật và thực vật, đúng không ạ? Đến động vật và thực vật, chứ ở đây không đề cập đến con người. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là A, effects on global warming on animals and plants. 44A. Okay, good. Tiếp tục với bài đọc đục lỗ, close reading test, chúng ta sẽ đến với câu thứ 45. 45, câu này chọn come from something, A. Vậy chọn from, yeah. Thế thì chúng ta sẽ có cụm từ là come from something, là bắt nguồn từ cái gì? Cái câu này sẽ được hiểu là gì ạ? Thư viện là một nơi mà tập hợp sách và những cái tài liệu khác có sẵn để cho mọi người đọc, để nghiên cứu, để tham khảo. Và từ library thì bắt nguồn từ từ liber, or liber, yeah, là một từ Latin, có nghĩa là sách. Vậy ở đây chúng ta sẽ phải chọn from thì mới phù hợp với từ come. 46. Trước khi mà điền thì chúng ta sẽ xem cái ngữ nghĩa ở đây, bởi vì câu này là câu kiểm tra liên từ. Thư viện hầu như lưu trữ đa dạng các loại từ liệu. Thư viện ngày nay thì đang giữ những cái bộ sưu tập mà không chỉ bao gồm tài liệu in như là bản thảo, sách, báo, tạp chí, mà còn cả những cái dữ liệu nghe nhìn và trực tuyến. Thế thì đầu tiên cái đoạn ở trên chúng ta nói về là thư viện bắt nguồn là từ một từ Latin, có nghĩa là sách, tức là chỉ có sách không thôi. Nhưng đoạn sau chúng ta lại có là gì ạ? Thư viện hầu như lưu trữ đa dạng các loại tư liệu khác nhau. Vậy thì ở đây cô nghĩ rằng là sẽ phải điền là however. However thì mới phù hợp, bởi vì nó đâu chỉ có sách không, đúng không ạ? Mà nó còn có nhiều loại, những cái loại tài liệu khác nhau nữa. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ dùng là however, vì nó phù hợp với nghĩa ở đây. 47, chúng ta chọn C, but also. Tại sao lại như vậy? Ngoài việc lưu trữ những cái bộ sưu tập trong thư viện, trong cái tòa thư viện, thì thư viện hiện đại thường cung cấp những cái kết nối viễn thông, những cái kết nối thông tin từ xa, cho phép người dùng truy cập vào thông tin từ xa nữa. Vậy thì ngoài cái việc, đúng không? Ngoài cái việc lưu trữ, chúng ta thấy rằng là lưu trữ những cái bộ sưu tập mà những cái sự sách hoặc là tài liệu mà đã được chọn lọc ở trong thư viện ra, thì thư viện còn cung cấp những kết nối viễn thông, tức là nó thêm ý vào, đúng không ạ? Thêm vào cái gì đó. Vậy ta nên dùng là in addition 47. Yes. 47 là but also, sorry. Bởi vì ở trước là có not only. Yeah, ở trước là có not only, cho nên ở sau dùng but also. Câu này thì dễ rồi. Cô đang chữa câu 48 đúng không ạ? 48 là in addition. Và in addition đi với giới từ to, cho nên chúng ta dùng to. So 48A. A, bởi vì ta có là in addition to. Yes, in addition to. Câu 49, the central mission of library is. Vậy thì câu này đã có đủ chủ ngữ rồi, là the central mission of library, cái nhiệm vụ chính của thư viện. Vậy thì chúng ta thiếu động từ đúng không ạ? Là cái gì? Is. Và sau đấy thì là một cái bổ ngữ, to collect, organize, preserve and provide access to knowledge and information. Okay. In fulfilling this mission, library preserve a valuable record of culture that can be passed down to 50, chúng ta dùng, ở đây chắc chắn không thể nào là successful được, đúng không ạ? 50, sau đấy là generation là danh từ, vậy thì ta sẽ loại các từ không phải là tính từ, đúng không ạ? Bởi vì tính từ đứng trước danh từ. Vậy ta loại succeed, ta loại success, ta còn successful và succeeding. Ok, successful và succeeding. Vậy thì ta có gì ạ?
Successful thì là thành công, nhưng đây không phải là thành công mà nó có nghĩa là kế tiếp. Khi hoàn thành nhiệm vụ này thì thư viện lưu trữ những ghi chép có giá trị về văn hóa mà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ nối tiếp. Đó, succeeding generation. Câu thứ 51, libraries ensure, đảm bảo rằng, đúng không ạ, đảm bảo. Thế thì sau ensure sẽ là một tân ngữ. Và ở đằng sau chúng ta lại thấy là the record is preserved and made available for later use. Thì là một mệnh đề đúng không nào? Cho nên là không thể nào là một cái tân ngữ được mà sẽ, nó sẽ phải nối với nối với cả cái động từ đúng không ạ? Bằng that. Đó, phải ensure that. Vậy thì 49 chúng ta chọn A, 50 chúng ta chọn C. Yeah, 49 chúng ta chọn A là is, đúng không? Là động từ chính của câu. 50 chúng ta chọn C là succeeding. Yeah. Succeeding là một tính từ mang nghĩa là kế tiếp. And 51 chúng ta chọn that. That là B. Yes, that là B. Đó, và so that là một mệnh đề. Đó, ensure that. 52 chúng ta chọn gì đấy? 52 people use library resources to gain information about personal interest, yeah, or to obtain recreational materials such as films and novels. Ở đây chúng ta thấy rằng là appeal thì là sự lôi cuốn này, profit là lợi nhuận này, attraction là sự hấp dẫn, đúng không ạ? Đó. Vậy thì ở đây không thể nào phù hợp với nghĩa được, đúng không ạ? Mà ta chỉ có thể thấy là interest, đúng không ạ? Những cái sự quan tâm, những sự yêu thích. Mọi người sử dụng nguồn tài liệu trong thư viện để có được thông tin về những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái tư liệu giải trí như là phim ảnh hay là tiểu thuyết. Ok, vậy thì 52, 52 chúng ta chọn từ interest. Yeah, B. Yes, interest. 53. Students use library to supplement and enhance their classroom experience, to learn in locating sources of information, and to develop good reading and study habits. Okay. Vậy thì câu này 53 chúng ta sẽ nên chọn là skill, là kỹ năng. Capacity là sức chứa, talent thì là tài năng, ability thì là khả năng. Nhưng trong trường hợp này thì ta nên chọn từ kỹ năng. Sinh viên sử dụng thư viện để bổ sung và nâng cao những cái kinh nghiệm trong lớp học, để học những kỹ năng, tìm kiếm nguồn thông tin, định vị thông tin, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Và để phát triển cái kỹ năng đọc và nghiên cứu. Để các kỹ năng đọc và kỹ năng và cái thói quen học tập, thói quen nghiên cứu. Vậy chúng ta chọn skill. Skill là C. Yes, đúng rồi, skill là C. And 54. Và câu cuối cùng. One of the most valued of all agricultural institutions, the library, information and services that ta có digest là tiêu hóa, relate thì là liên quan, apply là ứng dụng hoặc là nộp đơn vào cái gì. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng supplies chính là cái từ phù hợp ở đây. Những cái sự cung cấp, những nguồn cung cấp. Những công chức thì sử dụng thư viện để tìm hiểu về những vấn đề về chính sách pháp luật. Và là một trong những cái học viện văn hóa mà có cái giá một trong những cái học viện văn hóa mà có giá trị nhất. Đó. Thì thư viện cung cấp cái thông tin và dịch vụ cần thiết cho cái quá trình học tập và quá trình phát triển. Ok, vậy đây là toàn bộ bài đọc 54, chúng ta chọn B. The supplies. Toàn bộ bài đọc đục lỗ. Và chúng ta sẽ đến bài đọc cuối cùng. 55. Ok, nào chúng ta cùng xem. Trước hết là cô sẽ giúp các bạn tìm hiểu cái ý nghĩa của bài đọc này. Overpopulation, sự bùng nổ dân số. Bùng nổ dân số là tình trạng mà là một cái tình trạng là có rất nhiều người nhưng rất ít nguồn tài nguyên và rất ít không gian, và nó liên quan mật thiết tới đói nghèo. Và chúng ta thấy rằng ngay cái câu đầu tiên thì chúng ta đã nhìn ra được cái main topic của bài đọc rồi, đúng không nào? Đó chính là overpopulation is one of the causes of
poverty, là một trong những cái nguyên nhân của đói nghèo. Đây là nguyên do của mật độ dân số cao, hoặc do ít nguồn tài nguyên, hoặc do từ cả hai phía. Mật độ dân số cao thì gây áp lực lớn lên nguồn tài nguyên sẵn có. Diện tích đất sẵn có chỉ có thể đáp ứng cuộc sống cho chỉ một phần dân số, và con số này phụ thuộc vào việc đất đai có thể cung cấp được bao nhiêu lương thực và tài nguyên. Ở những nước nơi mà những cái con người sống chủ yếu bằng phương pháp canh tác, làm vườn, làm cỏ, chăn nuôi, săn bắn và hái lượm, thậm chí ở những nơi mà đất rộng thì cũng chỉ có thể đáp ứng được cuộc sống cho một số lượng nhỏ dân cư, bởi vì những hoạt động cần nhiều sức lao động chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ thực phẩm thôi. Ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật và các nước Tây Âu thì bùng nổ dân số thường không được xem là nguyên nhân chính của đói nghèo. Những nước này sản xuất ra lượng lớn thực phẩm qua cách làm nông nghiệp mà cơ giới hóa, và điều này phụ thuộc vào phân bón, tưới tiêu trên diện rộng và máy móc làm nông nghiệp. Hình thức sản xuất này thì đủ cung cấp thức ăn để đáp ứng cho cuộc sống cho một cái lượng lớn cư dân ở đô thị. Mức độ nghèo đói ở một quốc gia có thể phụ thuộc phần lớn vào sự kết hợp giữa mật độ dân số và năng suất nông nghiệp. Chẳng hạn như ở Bangladesh thì có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, tức là khoảng 1,147 người trên 1 km². Phần lớn cư dân ở Bangladesh thì tham gia vào hoạt động nông nghiệp thủ công, có năng suất thấp. Điều này gây ra mức độ nghèo trầm trọng ở quốc gia này. Một vài nước nhỏ hơn ở Tây Âu như là Hà Lan và Bỉ thì cũng có mật độ dân số cao. Tuy nhiên thì những quốc gia này thực hiện việc làm nông cơ giới hóa và tham gia vào những cái nền nông nghiệp công nghệ cao, và do đó họ cũng có cái mức sống cao. Mặt khác thì nhiều quốc gia ở vùng dưới Sahara, châu Phi có mật độ dân số ít hơn 30 người trên 1 km². Ở trên là 1147. Để cô xem lại cái con số. Đúng rồi. 1147. Rất là lớn đúng không nào? Mặt khác, nhiều quốc gia ở dưới cái khu vực Sahara châu Phi có mật độ dân số ít hơn 30 người 1 km². Nhiều người ở những nước này thực hiện công việc làm nông thủ công đơn giản, và những nước này cũng có đất đai khô cằn và thiếu nguồn lực kinh tế và công nghệ để có thể thúc đẩy năng suất được. Do đó thì những nước này rất là nghèo. Nước Mỹ thì có những nơi mật độ dân số thấp và năng suất nông nghiệp cao. Đây là một trong những nước giàu ở trên thế giới. Tỷ lệ sinh. Cái đoạn cuối cùng chúng lại nói về tỷ lệ sinh này. Tỷ lệ sinh cao cũng dẫn tới bùng nổ dân số ở những cái nước phát triển. Và những đứa trẻ là tài sản của những gia đình nghèo khổ, tức là những đứa trẻ mà sinh ra trong những gia đình nghèo khổ thì chúng cung cấp sức lao động và thường để làm nông. Tập tục văn hóa ở các cái xã hội nông thôn truyền thống thường đề cao giá trị của một gia đình mà có nhiều con đàn cháu đống. Cũng như vậy thì chính quyền của các nước đang phát triển thường không hỗ trợ hoặc hỗ trợ rất ít về mặt tài chính hay chính trị cho việc kế hoạch hóa gia đình. Thậm chí những người mong muốn xây dựng một cái gia đình nhỏ cũng gặp khó khăn trong việc làm như vậy. Với tất cả những lý do như vậy thì những nước đang phát triển có xu hướng có cái tỷ lệ gia tăng dân số cao. Vậy đây là toàn bộ cái nội dung của bài đọc. Bây giờ chúng ta cùng xem. 55. Từ nào sau đây được định nghĩa trong đoạn văn? Từ nào sau đây được đưa ra một cái định nghĩa đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đoạn 1, chúng ta nhìn thấy là overpopulation, đúng không ạ? Phải, the situation of having large numbers of people with too few resources and too little space. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là, mặc dù không có chữ is, không có là gì đó đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy là overpopulation và sau đó là một cái cụm định nghĩa, đúng không ạ? Và định nghĩa của overpopulation, vậy thì đây chính là C, overpopulation. 55, chúng ta chọn C. 56. Điều gì sau đây bị ảnh hưởng khi mà mật độ dân số quá cao? Vậy thì chúng ta sẽ tìm nó ở trong đoạn 1 đúng không ạ? Dòng 3 của đoạn 1. Excessively high population densities put stress on available resources. Vậy thì chúng ta nhìn thấy available resources. Vậy thì câu hỏi là một cái câu câu hỏi ở đây được đặt rất là dễ đúng không nào? Bởi vì nó sử dụng ngay cái từ có ở trong bài. Vậy nó là nguồn tài nguyên sẵn có. Available resources. Chứ nó không phải là kỹ thuật làm nông, đúng không ạ? Hay nó cũng không phải là những cái lao động thủ công mà là nghề khéo tay, và nó cũng không phải là diện tích đất. The phrase that number in paragraph 1 refers to the number of. Cái cụm từ that number trong đoạn 1 thì chỉ cái số lượng người gì ạ? That number chúng ta nhìn thấy mà chúng ta đang nói về con người đúng không ạ? Về dân số. Vậy thì 57 chúng ta chọn D, chính là people.
chính là people. Ở một số nước thì các khu đất rộng chỉ có thể sản sinh ra một lượng nhỏ thực phẩm, vì sao? Ở hai câu cuối đoạn 1 chúng ta nhìn thấy là even large areas of land can support only small numbers of people because their labor intensive subsistence activities produce only small amount of food. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là đây chính là sự thiếu cơ giới hóa, đúng không ạ? Thiếu cơ giới hóa, vậy nó chính là C. Nó chính là C. There is lack of mechanization. Yeah. Mechanization. Vậy nó là C. Yeah. Đúng rồi. C. 59. Bangladesh là đất nước nơi mà cái mức độ đói nghèo phụ thuộc phần lớn vào cái gì? Chúng ta thấy rằng ở câu 2 và câu 3 của đoạn 3 ở gần đầu ạ. Bangladesh, for example, has one of the world's highest population densities, engaged in low productivity manual farming. Vậy thì chúng ta thấy rằng họ có đề cập đến cả mật độ dân số lẫn năng suất nông nghiệp, đúng không nào? Vậy ta chọn A. Ta chọn A là gì ạ? Both population density and agricultural productivity. 50, the phrase engage in. Engage in thì là một cái cụm động từ rất là quen thuộc rồi. Không cần đọc cũng biết, đúng không nào? Nó chính là participate in. Tham gia vào cái gì? Infertile. Fertile là màu mỡ, đúng không ạ? Là có cho năng suất cao. Vậy thì infertile chính là từ ngược lại, chính là unproductive, kém năng suất. Hoặc là cằn cỗi đất. Ví dụ đất chẳng hạn, chúng ta nói về đất, đúng không ạ? Thì đất mà infertile hoặc là unproductive chính là đất cằn cỗi, không cho ra năng suất cao. And 62. Câu nào sau đây thì đúng ở trong đoạn văn? Chúng ta thấy rằng là loanh quanh ở đây, thực ra cái đoạn này thì nó khó hơn một chút ở so với đoạn trước, bởi vì là các cái câu hỏi nó không sắp xếp từ đoạn 1 cho đến đoạn cuối, đúng không nào? Nó có thể đảo đi một chút. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải đoán cái nghĩa, cái ý của người làm. Và chúng ta sẽ thấy ở đây ạ, 62, which of the following is true according to the passage? A, in sub-Saharan African countries, productivity is boosted by technology. Okay. Câu này không đúng, đúng không ạ? Câu này không đúng bởi vì cái đoạn sub-Saharan African country thì nó không nói như vậy. Nó không nói về productivity is boosted by technology. B, in certain developed countries, mechanized farming is applied. Chúng ta tìm thấy câu này, đúng không ạ? Chúng ta tìm thấy câu này ở dòng 2 của đoạn 2. These countries produce large quantities of food through mechanized farming. Okay. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ở hòng 2 đoạn 2 nó có cái evidence cho câu này. Vậy câu này là B. Đó. Người ta thường áp dụng cái phương pháp làm cơ giới hóa nông nghiệp ở các nước phát triển. Và đấy chính là lý do vì sao mà ở nước Mỹ, đúng không ạ, không có nhiều người làm nông nhưng mà họ lại vẫn đủ lương thực để mà cung cấp cho cả một cái đất nước rộng lớn với cái số dân lớn như vậy. 63, yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của bùng nổ dân số ở nhiều nước đang phát triển? Và chúng ta thấy rằng là cái thông tin nó move dần về đoạn cuối, đúng không nào? Đoạn cuối chúng ta nói về high birth rates contributes to overpopulation in many developing countries. Vậy chính là dòng 1 của đoạn cuối cùng. Yeah. Vậy thì câu thứ 63 chúng ta chọn A. High birth rates. Yeah. Và câu cuối cùng, which of the following could be the best title for the passage? Thì không hề khó khăn để có thể xác định được, đấy chính là D. Sự bùng nổ dân số chính là nguyên nhân của đói nghèo, mà không cần phải đọc đến đoạn cuối cùng, đúng không ạ? Và cũng không cần phải hiểu hết tất cả các câu ở trong bài, chúng ta vẫn có thể làm được. Vậy trên đây là hết phần trắc nghiệm rồi. Và bây giờ thì cô sẽ bắt đầu giúp các bạn 5 câu viết lại câu của phần writing, đúng không ạ? Phần tự luận. 65. Chúng ta có gì ạ? Ở phần viết lại câu này thì cô đánh giá mức độ khó hoàn toàn bình thường. Đó, nó đều nằm ở trong tất cả những chuyên đề mà cô đã ôn cho các bạn rồi.
Ví dụ như câu đầu tiên, if John does not change his working style, he will be sacked soon. Vậy đây là viết lại if bằng unless thôi, không có gì cả, đúng không nào? Đó. If chấm chấm not viết lại bằng unless. Vậy thì chúng ta sẽ phải chú ý cái dấu, dấu dương và dấu âm thôi, đúng không nào? Ok, vậy câu này không có gì phức tạp. Cho unless lên đầu, đúng không nào? Vậy thì mệnh đề sau unless sẽ phải là mệnh đề mang dấu dương. Bởi vì unless đã mang nghĩa not rồi. Đó. John changes his working style. His working style. He will be sacked soon. Rồi, vậy câu này là một câu ăn điểm rất là dễ dàng. 66. Would you like to come to my 13th birthday party? Yeah, đó, sinh nhật lần thứ 18 nhá. Cô vừa nói nhầm là thứ 80. He asked me. Vậy he invited. Vậy đây chính là một dạng viết lại câu trực tiếp chuyển sang câu gián tiếp, đúng không nào? Các bạn có thể xem lại Pansy ở chuyên đề thứ 10, đúng không? Bài câu gián tiếp. Cô đã cung cấp cái mẫu này rồi. He invited, và invite thì sau đó phải là somebody, đúng không nào? Vậy phải là invited me. Và invite somebody đi theo cấu trúc là invite somebody to do something. Vậy thì nó phải là to come to his 18th birthday. Mời ai, đúng không ạ, đến dự cái gì? Đó. Vậy bởi vì câu trên là would you like to come to my da da, thì nó chính là câu mời mà, câu mời đúng không ạ, chứ không phải là hỏi. Đó, không phải là anh ta mời, không phải anh ta hỏi tôi. Và đây họ đã so sẵn bạn từ invited rồi, chứ họ không để trống ở đấy, thì bạn cũng không thể nào bị đánh lừa là chuyển cái từ asked xuống dưới được, đúng không nào? 67. Thực ra trong đề thì nó là câu 1 đấy ạ. Nhờ cô nhầm một chút ạ. Câu 1, câu 2, nhờ câu 3. People believe that this new teaching method is more effective than the old one. Vậy đây chính là một cái dạng chuyển bị động. Và cũng xin mời các bạn xem chương 7, đúng không ạ? Phần câu bị động. This new teaching method. Thế thì ở phía trên, this new teaching method nằm ở đâu ạ? People believe that là cụm từ cố định rồi này. Sau đó thì là đến subject cộng với verb, đúng không nào? Vậy this new teaching method chính là subject ở nằm đằng trong mệnh đề đằng sau believed. Nó chuyển thành chủ ngữ của câu chủ động, à câu bị động, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? This new teaching method is believed. Trước hết phải là bị động đã, đúng không ạ? Được tin rằng là. Và nó được tin rằng là gì ạ? Là nó sẽ làm sao ạ? More effective than the old one, đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta cũng không dùng là is believed that nữa, mà chúng ta sẽ dùng to verb luôn, bởi vì nó chung chủ ngữ mất rồi, đúng không ạ? Is to, và more effective là tính từ, cho nên phải có to be, đúng không ạ? To be more effective. Effective than the old one. Okay. 68. Okay, chính là câu thứ tư ạ. Number 4. He did not realize how difficult the task was until he was halfway through it. Và viết lại bằng not until. Đây cũng chính là mệnh đề. Đây cũng chính là chuyên đề đảo ngữ, câu đảo ngữ đúng không ạ? Chuyên đề thứ 13, nếu cô nhớ không nhầm, 13 ở trong Pansy. Chúng ta đã học và làm rất nhiều bài tập rồi, và trong Pansy cũng có rất nhiều đề có not until, đảo ngữ not until rồi. Và nhớ rằng là not until thì có hai mệnh đề đúng không ạ? Mệnh đề sau not until và mệnh đề thứ hai. Thì mệnh đề thứ hai sẽ đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai chứ không đảo ngữ ở mệnh đề not until. Vậy thì sẽ có là gì ạ? Not until he was halfway. He was halfway through. Halfway through cái gì ạ? Vì câu ở trên là he did not realize how difficult the task was until he was halfway through it. Tức là it ở đây chính là the task, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhắc đến
he was halfway through. Trước thì chúng ta cũng sẽ phải nhắc đến the task chưa? Chứ không thể dùng it ở đây được. Đó. Through the task. Có thể có phải hoặc không nhá. Cái này không quan trọng lắm. Did he realize? Và nhớ rằng là did he realize? Did he realize là ta đã đảo trợ động từ did lên trước chủ ngữ rồi, cho nên realize không cần ed nữa. Đó. Did he realize how difficult? Và đã nhắc đến the task rồi, cho nên ở đây chỉ cần it thôi. It was. Đó. 69. It was wrong of you to leave the class without asking for your teacher's permission. Đúng không? Cậu rời khỏi lớp mà không xin phép giáo viên thì là sai rồi. Vậy tức là lẽ ra cậu không nên xin phép, cậu không nên rời khỏi lớp mà không xin phép giáo viên, đúng không ạ? Và điều này đã xảy ra rồi, cho nên chúng ta không dùng should not, mà chúng ta sẽ phải dùng là should not have done something. Đó. Mẫu should have done này thì cô cũng đã cày nát ở Pen C và Pen E rồi, nên chắc chắn cô nghĩ là các bạn không thể sai được. You should not. Và nên viết đầy đủ là should not nhé. Viết shouldn't thì cô nghĩ là không bị should not thì đã, đề bài đã cho sẵn rồi, đúng không ạ? Và cô cũng nhắc luôn là ở trong văn viết thì chúng ta không nên viết tắt. Have left. Mình nhớ nhá. Have left. Đó. The class. Rời khỏi thì phải là rời khỏi đâu, đúng không nào? The class. Và sau đó là gì ạ? Ngữ cảnh. Without asking. Nhớ phải có for nhá. Ở trên viết cái gì thì bê luôn xuống dưới ạ. Các bạn đừng có tự sáng tác ra. For your teacher's permission. Permission. Okay. So done. Vậy là đã xong rồi, đúng không nào? Và thế còn bài luận thì các bạn nào xem khóa, các bạn nào mà học khóa Pen E thì đây chính là cái nội dung này. Thực ra nó là hai cái vỏ khác nhau thôi, hai cái bình khác nhau thôi, nhưng mà rượu là giống nhau. Đó chính là đề số 14. Cô đã cung cấp cho các bạn một cái dàn bài mẫu cũng như là bài viết mẫu về một chủ đề là your favorite pastime, tức là trong lúc rảnh rỗi thì làm gì, đúng không nào? Và trong lúc rảnh rỗi thì cô có gợi ý là tôi thường thích đọc sách, và cô cũng đưa ra những cái lợi ích của việc thích đọc sách. Và ở đây thì với đề bài của đề thi quốc gia năm nay 2015 đã cho the following prompts might be helpful for you: widening knowledge, improving language and relaxing, thì đều đã có ở trong đề số 14 rồi. Các bạn hãy xem lại và xem là mình có diễn đạt được đúng như thế không nhé. Và hoặc là các bạn nào mà học khóa PenM của cô Nguyễn Thanh Hương thì các bạn cũng có thể xem lại, là cô Nguyễn Thanh Hương cũng đã cho các bạn một cái outline và cũng như là hướng dẫn các bạn viết đề thi này rồi. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là hocmai.vn đã chuẩn bị cho các bạn rất rất là đầy đủ và chi tiết tất cả những cái kiến thức mà các bạn cần cho kỳ thi quốc gia rồi, đúng không nào? Và hy vọng rằng là lứa 97 năm nay sẽ làm tốt, sẽ báo những cái điểm tốt về cho các thầy cô ở Học Mãi, và cô cũng rất là mong mỏi tới ngày sẽ được trao quà, trao tặng áo, mũ cho các bạn trong lễ vinh danh các bạn tân sinh viên của hocmai.vn. Và cũng hy vọng rằng các bạn 98, cô sẽ gặp lại các bạn trong khóa Pen C, Pen E và Pen M năm 2016. Và bây giờ thì chúng ta hãy cố lên ở những môn học tiếp theo, cũng như là sau khi mà đã nhận được kết quả thi thì cô cũng hy vọng rằng là các bạn, nếu như bạn nào may mắn thì chúng ta sẽ như được tiếp thêm sức mạnh, và chúng ta sẽ lại phải xác định rằng là con đường ở phía trước còn gian nan hơn nữa khi bước vào đại học, chứ không phải là học đại học để chơi đâu. Và những bạn nào mà chưa may mắn lần này thì đừng nản chí, mà hãy quyết tâm cho lần sau, hoặc là hãy chọn một trường học nào đó mà phù hợp hơn với sức học của mình. Một vài lời khuyên với các em như vậy, và hy vọng rằng là phần chữa bài của cô có thể là làm cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, và biết rằng là tại sao mình đúng, tại sao mình sai, và có thể rút kinh nghiệm cho những cái môn học khác cũng như là trong quá trình học tiếng Anh sau này. Và các bạn 98, 99 cũng có thể rút kinh nghiệm riêng cho mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo, ở những khóa học khác ở hocmai.vn, và xin chúc các em luôn luôn thành công, mạnh khỏe và may mắn.